Cây sưa 200 tuổi ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từng được giao bán với giá là 50 tỷ đồng. Cho đến nay do cây sưa bị héo úa nên Ủy ban nhân dân xã Hà Mãn đã bán đấu giá với giá chỉ bằng một nửa ban đầu. Điều đáng nói là người dân cho rằng không biết gì về việc này nên đã nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn. Sau gần 3 tháng hoãn hạ chặt, hôm nay ngày 7 tháng 12 thì việc đấu giá cây sẽ được quyết định trong buổi họp tiếp dân. Tuy nhiên ngay khi bắt đầu cuộc họp thì cuộc họp này đã biến thành màn ẩu đả cho đến đổ máu. Ngay khi vừa bắt đầu cuộc họp đã xảy ra xô xát giữa trong nội bộ dân làng khiến một người bị chảy máu đầu. Không khí căng thẳng khiến cho cuộc tiếp dân bị trì hoãn và việc đấu giá hạ giải cây sưa chưa biết đến bao giờ mới có thể giải quyết được. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định giao cho Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành điều tra làm rõ sự việc. Được biết cây sưa đỏ 200 tuổi hiện tại đã chết một nửa. Năm 2014, người dân và các cụ trong thôn đã thống nhất bán với giá là 49 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban nhân dân xã Hà Mãn đã bán đấu giá cây với giá chỉ là 24,5 tỷ đồng nên người dân đã phản ứng. Ngoài cây sưa 200 tuổi thì trong đình làng còn có một cây sưa 400 tuổi. Tuy nhiên đình làng Đông Cốc là di tích lịch sử quốc gia nên về lý thuyết muốn bán cây sưa thì phải được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.